Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi bản tin thời sự FBNC ngày 27 tháng 3. Từ ngày 7 tháng 5 tới đây thì các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm bằng vàng khác có hàm lượng vàng từ 95% trở lên sẽ phải chịu thuế xuất khẩu 2% thay vì 0% như hiện nay. Đây là một trong những thay đổi đáng chú ý của thông tư số 36/2015 vừa được Bộ Tài chính chính thức công bố. Theo đó, đồ trang sức, kỹ nghệ và các bộ phận rời của đồ trang sức, kỹ nghệ được mạ hoặc giác phủ kim loại quý bằng vàng có hàm lượng từ 95% trở lên đều nằm trong danh sách thay đổi mức thuế xuất khẩu lên 2%. Thông tư cũng quy định thêm để được áp dụng mức thuế xuất khẩu 0%. Ngoài hồ sơ hải quan theo quy định chung, thì các đơn vị phải có phiếu kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng vàng dưới 95% do Tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức mỹ nghệ cấp. Tổ chức thử nghiệm xác định hàm lượng vàng trang sức mỹ nghệ phải được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định. Thưa quý vị, sáng ngày hôm qua 26 tháng 3, công ty Procter & Gamble Việt Nam hay còn gọi là P&G đã công bố kế hoạch đầu tư 100 triệu đô la Mỹ để xây dựng nhà máy sản xuất dao cạo Gillette tại khu công nghiệp Việt Nam, Singapore thuộc huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Thông qua khoản đầu tư mới này, một lần nữa thì P&G đã tái khẳng định cam kết hoạt động lâu dài tại Việt Nam. Nhà máy Gillette tại Bình Dương được xây dựng trên tổng diện tích hơn 8 hectare và ứng dụng công nghệ sản xuất dao cạo hiện đại nhất thế giới, khẳng định vị thế của P&G ở vai trò tiên phong cải tiến và đổi mới trong ngành hàng này. Nhà máy mới sẽ đem lại 300 việc làm mới, đồng thời đem lại cho Việt Nam những công nghệ, bí quyết sản xuất và chương trình đào tạo về vận hành, sản xuất các sản phẩm cạo râu hàng đầu thế giới. Tất cả kỹ sư và kỹ thuật viên Việt Nam tham gia quản lý và vận hành các dây chuyền sản xuất đều sẽ được đào tạo nâng cao. Đại diện P&G cho biết đây là minh chứng cho cam kết phát triển nguồn nhân lực địa phương của công ty. Dự án này không chỉ quan trọng về mặt đầu tư mà còn là cả công nghệ cao. Khi nhà máy hoàn thành, nó sẽ tạo công ăn việc làm cho nhiều người trong vùng. Một số các kỹ sư nắm giữ các vị trí chủ chốt được chúng tôi gửi đi đào tạo tại Mỹ, Đức và Ba Lan để phát triển kỹ năng, góp phần phát triển địa phương và Việt Nam. P&G là một trong những công ty Hoa Kỳ đầu tiên vào Việt Nam sau khi Việt Nam-Hoa Kỳ bình thường hóa mối quan hệ và đã trở thành một trong những công ty đi đầu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh. Đến nay, công ty nổi tiếng với sự phát triển mạnh mẽ, uy tín cùng các sản phẩm có tiêu chuẩn quốc tế và được nhiều người biết đến như nước xả Ariel, bột giặt Tide, tã giấy Pampers, dầu gội Pantene. Đối với P&G, mục tiêu chính của 20 năm hoạt động tại Việt Nam là thấu hiểu người tiêu dùng và góp phần giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong năm 2014, công ty P&G là một trong 10 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có số nộp ngân sách nhà nước cao nhất với 5 dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Sau đây là thông tin về ngành dệt may. Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia có thế mạnh hàng đầu trong ngành công nghiệp dệt may tại khu vực Đông Nam Á. Và khi cộng đồng kinh tế ASEAN AEC có hiệu lực, thì cả hai nước đang đứng trước cơ hội khai thác một thị trường chung, rộng mở và thuận lợi hơn, đó là khối Đông Nam Á với 600 triệu dân. Trong viễn cảnh này, ngành dệt may hai nước sẽ ứng xử với nhau như thế nào? Cạnh tranh hay là hợp tác? Ngay sau đây là một góc nhìn qua cuộc trao đổi của chúng tôi với bà Phó Chủ tịch Tiểu ban Thương mại và Xúc tiến Đầu tư, Hiệp hội các nhà sản xuất dệt may Thái Lan TGMA. Thưa bà, có nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam và Thái Lan phụ thuộc lẫn nhau trong ngành dệt may. Bà có thể lý giải gì về điều này hay không? Như tôi đã nói thì Thái Lan và Việt Nam có mối quan hệ tốt đẹp từ nhiều năm nay và giữa hai nước đã có nhiều hợp tác mạnh mẽ trong những năm qua. Về mặt thương mại, trong xuất nhập khẩu thì hai nước cũng có những mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Việt Nam hiện đang nhập khá nhiều vải và nguyên phụ liệu dệt may từ Thái Lan và chúng tôi xem Việt Nam là một khách hàng lớn của ngành công nghiệp nguyên phụ liệu dệt may. Tôi nghĩ rằng giao thương giữa hai nước sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ trong thời gian tới. Vậy thì đâu là cơ hội khi dệt may Việt Nam và Thái Lan hợp tác với nhau nhiều hơn? Tôi có thể nói rằng trong quan hệ hợp tác của chuỗi cung ứng dệt may ngành dọc thì Việt Nam là một quốc gia lớn, có cả thị trường thượng nguồn và hạ nguồn rộng lớn. Vì thế, các nhà đầu tư Thái Lan có thể đến đầu tư tại Việt Nam và phát triển hơn thị trường thượng nguồn lẫn hạ nguồn trong chuỗi cung ứng dệt may tại đây. Đó là về đầu tư. Còn về thương mại, sau khi AEC có hiệu lực, thì với số dân của Việt Nam, của Thái Lan và cả khu vực Đông Nam Á, rõ ràng chúng ta có thêm rất nhiều cơ hội trong thị trường bán lẻ, tiêu thụ sản phẩm. ASEAN countries, we can, you know, like have more trades in retails and finished products more as well. AEC. Trong AEC, bà có nghĩ rằng Việt Nam là một đối thủ cạnh tranh về lĩnh vực dệt may với Thái Lan?
Tôi không nghĩ rằng Việt Nam là đối thủ cạnh tranh. Về mặt lực lượng lao động và dân số thì các bạn nhiều hơn, có lợi thế cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng tôi muốn nhấn mạnh rằng lợi thế của Thái Lan ở tính sáng tạo, trình độ công nghệ để sản xuất những sản phẩm giá trị, giúp chúng tôi có thể tạo ra một nhu cầu tiêu thụ sản phẩm lớn. Vì vậy, tôi cũng nghĩ thực sự chúng ta cần bắt tay hợp tác với nhau để trở thành một tổ hợp sản xuất dệt may lớn mạnh tại ASEAN trong mắt các nhà đặt hàng trên thế giới. Câu hỏi cuối cùng, cho đến nay doanh nghiệp dệt may Thái Lan đã sẵn sàng như thế nào cho AEC và sẵn sàng để hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam hay chưa thưa bà? Tôi nghĩ vấn đề của dệt may Thái Lan hiện giờ là tái tổ chức hoạt động sản xuất sang nơi khác, như vào Việt Nam chẳng hạn. Nếu chúng tôi vẫn chỉ ở Thái Lan thì chúng tôi không có khả năng cạnh tranh tốt được nữa. Vấn đề không phải là chi phí lao động, mà chúng tôi đang thiếu lao động cho ngành công nghiệp này. Do vậy, chúng tôi đang phải tính lại việc đặt nhà máy của mình ở đâu, ở Việt Nam, Lào hay Campuchia hay là Myanmar, để có được lực lượng lao động lớn hơn, hỗ trợ cho ngành dệt may chúng tôi tiếp tục phát triển. Xin cảm ơn bà. Vâng, cảm ơn rất nhiều. Giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm, nhưng trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước ngày hôm qua, cơ quan quản lý đã quyết định ưu tiên việc giảm chi từ quỹ bình ổn thay vì giảm giá bán lẻ. Theo đó, Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã điều chỉnh mức chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các loại xăng dầu như sau. Xăng các loại giảm 832 đồng một lít, dầu diesel các loại giảm 883 đồng một lít, dầu hỏa, dầu mazut các loại ngừng chi sử dụng quỹ bình ổn giá. Sau khi thực hiện việc trích lập, sử dụng quỹ bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường vẫn giữ nguyên và không được cao hơn. 17.286 đồng đối với xăng RON 92, 16.956 đồng đối với xăng sinh học, dầu diesel 0,05 lưu huỳnh là không quá 15.883 đồng, dầu hỏa là không quá 16.073 đồng một lít. Theo đó, thời gian áp dụng việc trích lập sử dụng quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu bắt đầu từ ngày 26 tháng 3 năm 2015. Cũng trong chiều qua, thì Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Hiệp hội Du lịch Thành phố đã tổ chức công bố chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2015 với thêm một đơn vị hàng không tham gia là Jetstar Pacific. Theo công bố của Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình kích cầu du lịch nội địa của thành phố trong năm nay sẽ có thêm Jetstar Pacific tham gia, cùng với Vietnam Airlines và Vietjet Air. Các hãng này đã cam kết sẽ giảm từ 40 đến 60% giá vé máy bay của các tuyến từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc, Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt. Cùng với việc vận động giảm giá dịch vụ khách sạn, vé tham quan, các hãng lữ hành sẽ xây dựng giá tour cạnh tranh hơn nhằm kích thích nhu cầu du lịch. Riêng chương trình năm ngoái, nhóm kích cầu du lịch nội địa đã xuất được tổng cộng 49.767 vé máy bay, tăng 45% so với năm 2013. Có mặt tại buổi lễ công bố, ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kết quả này phần nào đã bù đắp cho các doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường khách quốc tế đang suy giảm mạnh. Chương trình kích cầu du lịch nội địa đang bù đắp cho một cái sự thật, đó là cái sự sút giảm của cái thị trường du lịch quốc tế trong cái quý 1 vừa rồi. Thì cái chương trình kích cầu lần này chính là một cái nỗ lực của ngành du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh, của các cái doanh nghiệp không chỉ là của du lịch mà kể cả của giao thông, vận tải, các cái cung ứng, các cái dịch vụ riêng rẽ. Và chúng tôi hy vọng thông qua cái ngày hội du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ đẩy được các cái chương trình kích cầu du lịch nội địa lên một cái tầm vóc mới, vào cái nỗ lực và cái sức lan tỏa lớn hơn. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình năm nay mới chỉ có 20 doanh nghiệp đủ điều kiện được hưởng chương trình giá rẻ của các hãng hàng không. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã công bố kế hoạch chạy thêm tàu và bán vé khuyến mãi trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và chương trình khuyến mãi giá vé trước và sau dịp lễ này. Theo đó, trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, ngoài các đoàn tàu chạy hàng ngày, thì trên tuyến Bắc Nam, Hà Nội, Sài Gòn sẽ chạy thêm 84 chuyến và 6 chuyến trên các tuyến khác. Cụ thể, các tuyến tăng cường tàu và nối thêm toa xe vào các tàu chính ở phía Bắc gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng. Ở phía Nam gồm các tuyến Sài Gòn, Quy Nhơn, Sài Gòn, Nha Trang, Sài Gòn, Phan Thiết. Đồng thời, Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội cũng vừa công bố giảm giá cho một số đoàn tàu áp dụng từ ngày 24 tháng 3 đến 20 tháng 4 và từ ngày 5 đến 20 tháng 5.
Công ty vận tải đường sắt Sài Gòn cũng khuyến mãi giảm giá áp dụng cho các đoàn tàu từ ngày 24 tháng 3 đến 20 tháng 4 và từ ngày 4 đến ngày 20 tháng 5. Và xin mời quý vị tiếp tục giữ màn hình để tiếp tục theo dõi phần cập nhật thông tin về thị trường chứng khoán và cuộc trao đổi với chuyên gia về diễn biến của thị trường trong tuần vừa qua ngay sau đây.